Hello everyone. Yes, this video I will review our lesson that we study in this evening. Yeah. So today we study English about the grammar. It's talk about present continuous with verb be plus ing. Yeah. What is present continuous? Yeah. And how we use present continuous with verb be? Okay, I will show you again to remind you. Chẳng thì chờ nâng nôm cô tầng ọc nế từ mơ mê riêng phải dừng xa lần vĩnh để dừng bàn riêng đổi hỏi. Yeah, for this, for example, chẳng nế cứ chì ưu tì hó. Yes, I am looking for my pen. So, nhóm còn bùng tái xoay rốt bịch rồi bọc nhóm. 2. Tomby is speaking English. Tomby còn bùng tái nị dí pizza only. Okay. Number 3. I am running with your sister. Nhóm còn bùng rút chìm mùi nắng. Ôn sợi rồi bọc nè. Are you watching TV? Tao nè. Còn bùng tái mơ tù rù tù rứ. They are swimming. Bụi kế, còn bốn, hai tật. My mother is living in Cambodia. Mạ rô bọc nhóm. Cứ, còn bốn rô nữ, nông bà tê Campuchia. Ok. Chẳng ưu tiêu hoa dương biên chùm nôn bà mũi. Hay ưu tiêu hoa tiêu bà mũi ní. Cứ thật nơi nông tùm rung present continue. Yeah. Chẳng được nông present continue tiếng này, dương prao cho mùi ấy. Cứ dương prao cho mùi nâng verb be, miền am, is, and are. Chẳng dương prao verb be cho mùi nâng am, is, are. Yeah. Ok. Kệ giả sắp đại dương dương mà prao này cứ chia verb be. Hay kệ giả sắp để prao cho mùi nâng vợ bì nít cứ chữ kệ giả sắp để miền ing. Chẳng dừng mơ kệ giả sắp để dừng đã ing mình chốt ta vì trời thuộc định mệnh đệnh. Chẳng đôi chia tì nì nơi bê để dừng lục ing chánh nốt vì nơi lục nông tùm rúng thỏa mà đà. Chẳng này speak ở đây khi đáy bà xin bà dừng bằng nơi ing chánh tớ nốt vì nâng nơi xóa speak ở đây. Chẳng này rằng bê để dừng bằng ing ta dừng khởi nhảy. Cứ dừng khơi rằn ấy phần tay miến, miến ẩn. Ok, dừng khơi hỏi thà rắn cứ về miến bàn ẩn đó tập bì ná. Yeah. Chẳng này vói, cứ nơi tài vội tài đại tế. Swimming, cứ dừng khơi miến thay ẩm mùi tiết. Living bởi dừng bằng ai ẩn chi tránh cứ vì đời sau tại ở I, V, bạn là sao Y mùi. Được chứ nế, nông ca để dương time ing từ lưu kệ giả sạp. Xâm rạp, present continue, cứ viên miên buồn đổ bỏ vía, chậm nguồn buồn, đảm bấy bằng time. Nhưng chẳng thả ta có buồn lúc miên ở bấy khá. Còn ta sắp xa cho mùi nâng feature tăng ọc này ná. Ok, we continue our video. For one, more verb. At ing. Chẳng mình niêm ở kệ giả sạp mùi chùm nuốn cứ dương cron tay bằng time ing vô tay mặt đỏ. For example, go tới chữ going, look tới chữ looking, speak tới chữ speaking. Yes, sorry for the first form, tùm rung tùy mối. For the second form, some verb that at ie, we change ie to letter y. And we add ing. Chẳng kệ giả sạp mùi chùm nuồn đại bằng chọc đòi ie. Cứ dương trời lục ie ni chánh. Đòi dương bắt đầu viết từ chị ạ sau vái. Thái dương thám ing. Example for life từ chị lai diễn. Thái từ chị thái diễn. Đại từ chị đại diễn. Yeah. Như thế này, tùm rộng tí bí bởi xanh bởi miền ie. Dương lục ie nâng chánh. Dương đồ từ chữ y hay bằng dương time ing tạm cầu. Ok.
go on. For some verb that add e, yeah, we know e and we add ing. Chẳng kể giờ sắp mùi chùm nguồn đài đài dương mình chọc đổi ý nụ dương lục ý chánh dương thêm ing vô tay mà đòn. Example for come to coming bật ý ấy. Ok, smell to smelling, practice to practicing, chẳng bật đấy ná bật ở sau ý cái tôi tưởng ọc. For the last one, verb that add vowel plus consonant, we must to double consonant. Chẳng kể giả sắp mùi chùm nguồn đàn nơi kháng cao vì bên chọc đòi sát bộ chùm mùi nụ chùm chùm nè. Nụ dương trơ bằng thaym nơi chùm chùm nè mùi tiền. For example, win. Đọc bê dương thaym ing, dương thở thaym ân mùi tiền. Tới chì winning, khinh ân bì. Run, running, swim, tới chì swimming. Chẳng bán, ưu tiêu hò kháng đám con khơi nháy tham miền run, miền double ấn. Swim có miền double n, run mean double n, swim mean double m. Yeah, đây xa ấy. Đôi xa tay nơi khang khối nè, mean i, n, chân dương thaym n. Nơi khang khối nè, run mean u, n, chia sát nâng chuyên chỉ nè, chân dương thaym n mùi tiết. Anh ấy có đuổi khí nế, i, m, sát nâng chuyên chỉ nè, chân dương thở thaym chuyên chỉ nè mùi tiết. Yeah. Okay, I hope all of you understand about this. Chẳng thị trời sẵn khẩm thà dương nâng dô nơi tùm rung tiền buồn này hả. Ok, now we practice. We do exercise to complete the sentence. We complete the sentence with the present continue with verb be plus ing. Chẳng dương pra tùm rung mê riêng phà dương mốt. Dương nâng hãy thả si thở phở mùi ý. Chẳng si ý ấy. On new, the new on TV. Okay. Chân dựng đã ấy, cô nâng ọc này bàn phẹt thịt trời hay dương cổ thư hỏi mặt đá. Cứ she is watching the new on TV. Nếu không cùng tè mơ tù rụt tù. Mơ bò miên nở lơ tù rụt tù. Dạ, nếu không cùng tè mơ bò miên nở lơ tù tù. Two day at a hotel for 15 days. Quạt bộ kê giảng mệnh nơi sinh tha kia rồi dạng bế đọc pram tháng ngày. Dạ, chẳng pra kê giả sắp ấy. Number 3, he the one right now. Quạt giảng mệnh cho mùi nâng vì dù lông nơi bên này. Dạ. Number 4, your cloth on the floor. Dẫn xâm liệu bằng bẹ rồi bỏ nét giảng mệnh đá nơi lứa cầm ra chẳng pra kê giả sắp ấy. Number 5, I want coffee for everyone. Chẳng nhóm dạng mấy chú mùi nâng cực khuế xâm rập nhẹ tầng ọc nìa. Dạ. Và tôi bị con bàn thư phương dạng bê pram nịt tì máu cứ chẳng lời dương chân hai. Cứ she is watching the news on TV. Number 2, they dương pram mùi á. They are staying at the hotel for 15 days. Number 3, she is playing the violin right now. 4, your cloth is what dropping in the floor. And number 5, I am making or buying coffee for everyone. Yeah, chẳng lại ní chung khỏi kia dừng ai phở biểu making của bạn rồi mới có buying của bạn á. Khiom gom pung tai chong ko khwe oi nea tngo khnie rư ko khiom gom pung tai teing ko khwe dambei nea tngo khnie. Okay, trâu ban tngo. Thank you. For the last one is homework. Okay. Homework, all this are verb. And now you change all the verb to ing form. Chăng jeung pdo kệ giả sap ni oi tới chi kệ giả sap ing đã chô mon clown khang ni. Okay, I hope you understand clear about this our lesson and see you next week. Okay, bye bye everyone.